Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 13 tháng 3. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng chủ trì hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Người dân Hưng Yên không nên hoang mang, bình tĩnh trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đại hội Đảng bộ phường Minh Đức và trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi nhiệm kỳ 2020-2025. Hợp tác xã nông nghiệp quyết tiến đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc vải trứng Hưng Yên. Ông Bùi Kim Oánh, bí thư chi bộ, trưởng thôn Lưu Xá, nói đi đôi với làm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 10 điểm cầu huyện thị, thành phố của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp tục bám sát theo chỉ đạo của Chính phủ, tích cực trong công tác phát hiện, khoanh vùng, cách ly những đối tượng nghi nhiễm. Mặc dù tại Hưng Yên chưa ghi nhận ca dương tính nào với COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh tinh thần chống dịch như chống giặc theo phương châm kỷ cương, quyết liệt, trách nhiệm, bình tĩnh, hiệu quả. Bên cạnh việc tập trung chống dịch, song đồng thời vẫn phải duy trì việc sản xuất, phát triển, ổn định kinh tế, yêu cầu các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân không được chủ quan trước dịch bệnh, không đến những nơi đông người, không nên đi nước ngoài trong thời gian này, đặc biệt là hạn chế các hoạt động có tụ tập đông người, thu nhỏ quy mô các đám cưới, ma chay, dỗ chạp và kèm theo các biện pháp phòng chống dịch như rửa tay, đeo khẩu trang. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá vật tư y tế, tung tin thất thiệt làm hoang mang dư luận. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống COVID-19. Cái tổ phòng chống dịch của các thôn phải kiện toàn được trong đến thứ ba tuần tới là các địa phương phải xong hết. Thứ hai là ký cam kết với giữa xã, công an xã, ủy ban xã với tổ phòng chống dịch cấp thôn và với người dân. Và trọng tâm ở đây là phải ký với các gia đình có người đi học tập công tác ở nước ngoài. Đấy là cái đối tượng trọng tâm nhất. Và với các doanh nghiệp mà có người nước ngoài công tác làm việc tại doanh nghiệp, trong cái mệnh lệnh phòng chống dịch là phát hiện sớm là yếu tố rất quan trọng, thậm chí là mang yếu tố quyết định. Ngành y tế thì phải tập huấn được cho cán bộ y tế từ cơ sở trở lên là khi phát hiện một trường hợp nghi dương tính COVID-19 ấy, thì trình tự các bước cán bộ y tế cấp xã, cấp thôn phải làm như thế nào. Chăm lo sức khỏe, rồi điều kiện sinh hoạt để làm sao không được để lây nhiễm cho đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ công an, quân sự và cán bộ công nhân viên chức phục vụ trong công tác phòng chống dịch, nhất là những nơi mà được giao nhiệm vụ tổ chức cách ly tập trung rồi cách ly tại cơ sở y tế rồi quá trình điều trị nếu có, tuyên truyền làm sao để cho dân hiểu là không những là trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội mà còn là trách nhiệm với ngay gia đình nhà mình. Bởi vì nếu chúng ta giấu, chúng ta không khai báo, chúng ta không đi cách ly thì người lây nhiễm đầu tiên là những người thân yêu nhất của gia đình nhà mình. Phải quán triệt được là chấp nhận cái thiệt hại về kinh tế để đảm bảo tính mạng nhân dân. Đấy là cái vốn quý nhất và không gì so sánh được. Nhưng đấy cũng là khẩu hiệu, là trách nhiệm, là mệnh lệnh của Đảng bộ nhân dân giao chúng ta. Cùng với việc chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành và các địa phương trong tỉnh tập trung chỉ đạo việc sản xuất, nhất là phòng bệnh dịch trên đàn gia súc gia cầm, không để bùng phát, dự tính dự báo, phòng trừ sâu bệnh cho diện tích vải và nhãn để đảm bảo năng suất bù vào thiệt hại kinh tế do COVID-19 gây nên. Cuối cùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhất trí với ý kiến và đề xuất của các địa phương, ngành y tế và ngành giáo dục cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục nghỉ. Riêng ngành giáo dục phải có phương án dạy học trực tuyến cho học sinh cuối cấp.
Cảm ơn các đồng chí. Ngày 13 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có công văn về việc cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kính gửi các sở, giáo dục và đào tạo, y tế, ủy ban nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố. Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 21 tháng 3 năm 2020. Giao các sở giáo dục và đào tạo, y tế và ủy ban nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm công điện số 343 ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Thay mặt ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng. Tính đến nay, tỉnh Hưng Yên chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm COVID-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh những ngày qua, người dân Hưng Yên đã tích cực nâng cao các biện pháp phòng dịch, song không hoang mang, bình tĩnh cùng cả nước phòng chống dịch bệnh. Ngay sau khi công bố ca nhiễm bệnh thứ 17 tại Hà Nội, lượng khách hàng đến cửa hàng cung cấp lương thực của bà Vũ Thị Hải tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đã tăng lên gấp 2 đến 3 lần, nhưng không có hiện tượng tranh nhau đổ xô mua sắm để tích trữ. Mấy ngày nay là dân cũng đến đong gạo nhiều, nhưng mà tôi bán tôi bảo là thôi, việc gì phải đong nhiều, cứ đong từ từ thôi. Thực tế thì nguồn cung của chúng tôi thì là đầy gạo, đầy thóc, không việc gì phải lo. Tại một số chợ dân sinh như ở chợ Gạo, chợ Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, chợ Chiều, chợ Ché, huyện Tiên Lữ, các mặt hàng thiết yếu như mì, gạo, rau các loại vẫn luôn dồi dào đảm bảo nguồn cung. Người dân khi đến chợ vẫn mua bán theo nhu cầu sử dụng như thường nhật. Hôm nay em chỉ đi chợ mua thức ăn như hàng ngày mình mua thôi ạ, chứ không có nhu cầu là đi tích trữ để làm hoang mang như mọi người nghĩ hay loáy trên mạng. Chủ yếu là cái ý thức của mình trong quá trình sinh hoạt hoặc vệ sinh tay chân hàng ngày ấy, hoặc là mình quá trình mình chế biến thức ăn mình cũng cẩn thận hơn bình thường một chút thì sẽ an toàn, chứ không mang ý nghĩa là mình đi mình tức lương thực để phòng bệnh, không ra ngoài hạn chế, mình vẫn đi được ra ngoài bình thường để mình có thể mua được thức ăn tươi ngon ăn hàng ngày bình thường ạ. Ngoài ra, tác động của dịch bệnh COVID-19 cũng làm cho thị trường các thiết bị y tế như khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt điện tử khan hiếm và tăng giá. Tuy nhiên, tại một số hiệu thuốc, cửa hàng, vật tư y tế, các biện pháp thay thế cũng được ngành y tế và người dân sử dụng để đảm bảo công tác phòng dịch. Thực ra là cái máy đo thân nhiệt bây giờ là giá thành nó rất là cao, chỉ có thể bán bằng những cái nhiệt kế thủy ngân hoặc là cái nhiệt kế ozone ấy để theo dõi nhiệt độ hàng ngày. Còn đối với khẩu trang ấy thì bà con có thể yên tâm sử dụng khẩu trang vải giặt từ 10 đến 20 lần, kết hợp nhỏ tinh dầu tràm để kháng khuẩn trước khi mình có thể sử dụng. Sự chủ động của người dân các địa phương trong việc nắm bắt, chọn lọc thông tin chính thống về dịch bệnh, tránh hoang mang lo lắng và tâm lý bình tĩnh, tin tưởng vào sự chỉ đạo của các cấp, các ngành là biện pháp phòng dịch tối ưu và hiệu quả nhất hiện tại. Qua đó tạo niềm tin và động lực để Hưng Yên chung tay cùng với cả nước phòng chống dịch bệnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trạm y tế các xã ở huyện Tiên Lữ đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Đến thời điểm này, nhân viên y tế các xã đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại những nơi tập trung đông người như trường học, ủy ban xã, nhà văn hóa, chợ, cây xăng tối thiểu 3 lần. Các trạm y tế phối hợp với đài truyền thanh thường xuyên thông tin về COVID-19 trên hệ thống loa truyền thanh để người dân nắm được tình hình dịch bệnh, không chủ quan và cũng không quá hoang mang. Cùng với đó, nhân viên y tế đến từng hộ gia đình để tuyên truyền phòng chống dịch, hướng dẫn rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách, đặc biệt tại xã Trung Dũng và Thụy Lôi, nơi có trường hợp tiếp xúc với người bị cách ly theo dõi, lực lượng y tế xã đã phối hợp công an yêu cầu cách ly tại nơi cư trú, thực hiện đầy đủ các biện pháp y tế bắt buộc, nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt 2 ngày một lần, yêu cầu ký cam kết hợp tác cách ly tại nhà, vận động đi cách ly tại trung tâm y tế huyện khi tình trạng sức khỏe có những biểu hiện nghi vấn. Đến nay, học sinh trung học phổ thông đã bắt đầu quay trở lại học tuần thứ 2 sau kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trường Trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động luôn chú trọng đến việc phòng chống dịch bệnh cho thầy và trò trong trường. Toàn trường có 23 lớp với 907 học sinh. Để quản lý chặt chẽ và giãn mật độ học sinh, trường đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, tổ chức học sinh khối 12 học sáng và khối 10, 11 học buổi chiều.
trường quản lý chặt chẽ lộ trình đến trường và từ trường về nhà của học sinh thông qua một số việc như đo thân nhiệt của học sinh ngay khi vào trường và trang bị nước rửa tay khô tại cổng trường cũng như trong lớp học. Thầy cô cùng phụ huynh phối hợp theo dõi sức khỏe của học sinh thông qua phiếu theo dõi sức khỏe của học sinh. Qua phiếu theo dõi, học sinh được phụ huynh đo thân nhiệt và xác nhận trước khi đến trường. Quá trình ở nhà, con em có tiếp xúc với người từ vùng dịch hay không? Bên cạnh đó, trường còn hoàn thiện, nâng cấp công trình vệ sinh, lắp thêm hệ thống rửa tay giúp các em phòng dịch tốt hơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 12 và 13 tháng 3, Đảng bộ phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm trong toàn thị xã. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và chính quyền nhân dân phường Minh Đức đã hoàn thành 13 trên 13 mục tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 24. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 16,2% trên năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp dịch vụ, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 62,8 triệu đồng trên năm. Thực hiện tốt các chính sách thu hút các dự án công nghiệp đầu tư vào địa bàn với 22 doanh nghiệp đầu tư, 700 hộ hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề tạo thu nhập ổn định cho người dân. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. 5 trên 5 tổ dân phố giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa. Công tác an ninh quốc phòng được củng cố vững chắc, đặc biệt phong trào xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh đạt được sự đồng thuận cao với 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ 5 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Minh Đức tập trung quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, phát huy thế mạnh của một phường đô thị, tập trung tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 3, Đảng bộ trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi tổ chức đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cơ sở khối cơ quan trực thuộc huyện ủy. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao, trong đó có 4 trên 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, từ 22 đến 50% như chỉ tiêu về quy mô tuyển sinh, xây dựng đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường đổi mới trang thiết bị, nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức. Đã đào tạo trên 10.000 học sinh, sinh viên đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành và thị trường lao động. Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của Đảng được Đảng bộ nhà trường thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên. 100% chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị đều đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáng ngày 13 tháng 3, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Sự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh. Năm 2019, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh các cấp được kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định, phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông để tuyên truyền phổ biến rộng rãi luật giáo dục quốc phòng an ninh, kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh có nhiều đổi mới về hình thức. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Chí Công đề nghị thời gian tới, các cấp các ngành và địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giáo dục quốc phòng an ninh và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, nắm chắc số lượng cán bộ các đối tượng chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh để tham mưu triển khai tổ chức bồi dưỡng theo quy định. Toàn tỉnh phấn đấu tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 xong trước ngày 30 tháng 10 năm 2020, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên.
Chiều nay, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và ra mắt hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Sau 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, cả nước đã tích hợp một lần SSO với 11 trên 22 bộ ngành, 62 trên 63 địa phương, 3 tập đoàn, ngân hàng thương mại. Tại tỉnh Hưng Yên đã có 28.150 hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trên phần mềm Cổng Dịch vụ Công và một cửa điện tử của tỉnh và được đồng bộ hóa trạng thái xử lý trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng đề nghị trong thời gian tới, các cấp các ngành địa phương cần tăng cường xử lý công việc trên môi trường mạng, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, nâng hiệu quả Cổng Dịch vụ Công và một cửa điện tử tỉnh, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan để xây dựng quy trình nội bộ đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, thường xuyên rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin của tỉnh. Hiện nay, các diện tích trồng vải trứng đang trong giai đoạn ra hoa đậu quả. Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Tiến ở xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc. Xã Phan Xào Nam có 10 hecta trồng vải trứng của các thành viên trong Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Tiến. Đây là giống vải khó tính, đòi hỏi tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật và chăm sóc để khắc phục tình trạng ra hoa cách năm. Tùy từng cây mà các thành viên trong Hợp tác xã tiến hành khoanh vỏ một hoặc nhiều lần để điều chỉnh ra hoa vào thời điểm thích hợp, bổ sung phân bón qua lá giàu vi lượng, nhiều kali giúp hạn chế rụng hoa và quả non. Các nhà vườn tiến hành phun thuốc trừ sâu định kỳ với mật độ dày hơn so với vải lai u, vì đây là giống vải thu hút nhiều sâu bệnh, nếu không chăm sóc tỉ mỉ sẽ bị rụng toàn bộ hoa. Năm nay, các diện tích vải trứng sai hoa hơn so với năm ngoái, nhiều diện tích đã bắt đầu đậu quả. Thưa quý vị và các bạn, luôn phát huy tốt vai trò trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua là những nhận xét của cán bộ đảng viên và người dân trong thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi khi nói về bí thư chi bộ, trưởng thôn Bùi Kim Oánh. Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy, 100 lời nói hay không bằng một việc làm tốt, ông Oánh luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào để quy tụ sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Ngoài ra, ông cũng chú trọng đến công tác vận động quần chúng ở cơ sở bằng cách lắng nghe tâm tư nguyện vọng và ý kiến chính đáng của nhân dân để từ đó tìm ra cách giải quyết thấu tình đạt lý đối với các vấn đề nảy sinh ở địa phương. Là một đồng chí bí thư chi bộ, cái trách nhiệm phải gương mẫu và trước đảng và trước nhân dân, và nhiều cái mô hình mình phải làm trước để cho nhân dân là nắm bắt được về cái kinh nghiệm cũng như là với tuyên truyền tới tận các hội viên và tất cả các đồng chí đảng viên ở trong chi bộ. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, thời gian qua ông Oánh cùng với ban chi ủy thôn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện đóng góp trên 2 tỷ đồng để xây dựng các công trình văn hóa, đường giao thông, thủy lợi. Là một địa phương kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, ông Oánh còn tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập. Hiện toàn thôn có trên 50 hộ có thu lãi từ sản xuất nông nghiệp dịch vụ đạt trên 200 triệu đồng một năm. Thì một bác rất gương mẫu, các công trình phúc lợi ở đâu có tay bác là đều làm thành công. Và riêng cá nhân tôi thì tôi rất là đồng tình, ủng hộ với cái tinh thần trách nhiệm của bác đấy. Vì bác đã làm được những công trình mà nhiều những người khác không có thể làm được. Nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì phong trào của địa phương, đối với ông Oánh, niềm vui trong công tác không hẳn là những khen thưởng được cấp trên trao tặng, mà chính là sự tín nhiệm, tin yêu của nhân dân, những người gắn bó và đồng hành cùng ông trong các phong trào vì mục tiêu chung là xây dựng quê hương giàu mạnh. Mới đây, đại diện của VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đã đến tận nhà để trao 2 suất học bổng trị giá 12 triệu đồng cho em Bùi Anh Quốc, học sinh lớp 12A8, trường Trung học phổ thông Ân Thi, một học sinh giỏi vượt khó của trường. Mất bố khi vừa tròn 8 tháng tuổi, mẹ cũng bỏ đi biệt xứ. Từ đó đến nay, Quốc sống cùng ông bà nội đã 70 tuổi ở thôn Đào Xá, xã Đào Dương, huyện Ân Thi. Dù tuổi đã cao, lại thường xuyên đau ốm, nhưng ông bà nội Quốc vẫn còn nhiều lam lũ khi mọi chi phí sinh hoạt của cả gia đình trông vào một xào hành.
Vì vậy mà em Quốc luôn nỗ lực học tập, đạt học sinh giỏi qua các năm học, hiện là học sinh top đầu của toàn trường. Với niềm đam mê tin học, Quốc đã đạt học sinh giỏi tỉnh bộ môn này và luôn khát khao trong tương lai có thể trở thành kỹ sư tin học để giúp ông bà vơi bớt khó khăn. Cảm phục trước tinh thần vượt khó, ham học của Quốc, đại diện hai nhà tài trợ là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đã đến sẻ chia và trao tặng em học bổng chấp cánh ước mơ. Số tiền không quá lớn, nhưng phần nào sẽ giúp ông bà nội của Quốc trang trải những khó khăn trước mắt, từ đó lan tỏa thêm nhiều gương học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vượt khó vươn lên, thực hiện được ước mơ trong tương lai. Theo quyết định chủ trương đầu tư số 27 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, thì sau 24 tháng kể từ khi được chấp thuận phê duyệt, chủ đầu tư dự án phải hoàn thành công trình và đưa vào khai thác sử dụng. Thế nhưng đến nay, công trình đã chậm hơn 3 năm và chưa biết khi nào hoàn thành. Theo đó, dự án xây dựng khách sạn Tân Quang Phát có tổng mức vốn đầu tư là trên 47,6 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 2,5 ha thuộc địa bàn xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Trong đó, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Tân Quang Phát cam kết góp đủ vốn theo tiến độ với giá trị xây dựng là 30,4 tỷ đồng. Toàn bộ công trình hoàn thành sau 24 tháng kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư có hiệu lực. Mặc dù vậy, đến nay dự án vẫn còn ngổn ngang và tiến độ mới đạt 50% phần việc. Hiện nay toàn bộ công trình bỏ đã dừng lại, không có người thi công. Nguyên nhân chính là do vướng mắc các thủ tục chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự án hoàn thành sẽ góp phần phát triển dịch vụ thương mại và thực hiện mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên trong những năm tới. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.